nén lòng đợi chờ chiến trường mịn mờ nhang hồng xa xăm. Đời trai thương nước thương dân, quyết tâm xông pha trận chiến. Giặc Liêu muôn nhà bình an vui khai quang. Tạm biệt ta lên đàn rồi quân trở về, còn ghi tiếng thề cầm thù ngoài xăm luôn nhớ trong tâm. Đừng lưu luyến xin hãy chờ. Hồng Loan, chuyện gì mà Quân làm buồn hiền nương chọc cho tí khóc. Hồng Loan không thích Quân đâu, quyết từ nay nghỉ chơi ra. Đừng Loan cưng ơi, đừng nên nông nổi sai lầm. Nhìn kia Quân sắp lên đường, từ nay đôi ngã đôi nương. Vì sao Quân đi, Hồng Loan không biết không tự. Đàn lòng của